đền Ỷ La thuộc phường Ỷ La, thành phố Tuyên Quang. Đền được khởi dựng năm 1743, niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ tư, và được trùng tu lại vào đầu thế kỷ 19. Tương truyền rằng đền hạ thờ công chúa Phương Dung do gặp nạn binh đao, đền bị đốt phá nghiêm trọng, dân cư đã phải rước tượng thần đến nàng Ỷ Na để lánh nạn. Năm 1817, năm khải định thứ ba, người ta đã cho khởi công dựng lại đền hạ trên địa điểm cũ, nhưng quy mô lớn hơn. Khi đó tại địa điểm tượng thần lánh nạn, dân nàng Ỷ La cũng xây dựng đền mẫu Ỷ Na để thờ công chúa Phương Dung, người được coi là hóa thân của Đức Thánh Mẫu Thượng Thiên. Mẫu Thượng Thiên là một nhân vật huyền thoại. Truyền thuyết kể lại rằng bà vốn là đệ nhị tiên chủ Quỳnh Nương ở chốn Tiên Cung, vì phạm một lỗi rất nhỏ là làm mẻ chiếc chén ngọc nên bị đẩy xuống cõi trần tục. Bà đã thác sinh vào một gia đình họ Lê ở Phủ Dày. Khi ra đời, bố mẹ đặt tên là Giáng Tiên. Năm 18 tuổi, Giáng Tiên xuất giá, lấy chồng là Đào Lang và sinh được hai người con, một trai, một gái. Giữa lúc hương nửa đương lồng thì hết hạn đi đầy. Dù không muốn, nhưng Giáng Tiên vẫn phải về trời. Vì nhớ thương chồng con, nàng thường trao mày nhỏ lệ. Các làng tiên động lòng đã tâu lên Thượng Đế. Ngài phong làng làm Liễu Hạnh công chúa, lại cho xuống hạ giới. Lần này làng về quê thăm cha mẹ đẻ, lên kinh đô thăm chồng con. Nàng khuyên chồng về đạo tu thân tề gia, sống với nhau một đêm rồi chia tay, hẹn gặp nhau ở kiếp sau.